Kính thưa quý khán giả của đài truyền hình Thái Bình TV Online, Châu Cường và Lê Thái xin kính chào quý khán giả. Hiện giờ thì Châu Cường và Lê Thái có mặt tại hội chợ hè do nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Hiện giờ thì sau lưng tôi thì có sân khấu đang chuẩn bị để làm lễ buổi khai mạc cho buổi hội chợ cuối tuần này. Và sau hội chợ thì chúng tôi sẽ có vài lời phỏng vấn với trong ban tổ chức để xin mời quý khán giả xem sau những cuộc phỏng vấn. Lần trong đêm tối, tình yêu con đây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con. Về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Quý vị các ban ngành đại diện, quý vị quan khách và toàn thể các anh chị và các bạn, lời nói đầu tiên của chúng con và của tất cả các anh chị em hiện diện nơi đây đó là chúng con xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chào nồng nhiệt và thân thương nhất trong buổi hội chợ hè năm 2011 với chủ đề Ra khơi trong tình yêu. Can you see by the dawn's early light what so proudly we mặc niệm bắt đầu. Xin cúi đầu tưởng niệm tổ tiên đã dày công dựng nước và giữ nước. Tưởng niệm các chiến sĩ quốc gia đã vì quốc vong thân để bảo vệ dân tộc. Tưởng niệm dân quân cán chính đã hy sinh vì lý tưởng chết cho tự do. Tưởng niệm đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả trên bước đường đi tìm tự do. Xin hùng thiêng sông núi hộ phù cho đất nước dân tộc Việt Nam. Chúa Giêsu phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Chúa là đường mời gọi tất cả chúng ta đi vào và cùng đi với Chúa trong hành trình đức tin, trong tinh thần tươi trẻ và trên đà phát triển của giáo xứ. Chúng ta chưa đầy một tuổi, chúng ta cùng hân hoan quây quần trong một gia đình để cùng tạ ơn Chúa, cùng lắng nghe tiếng Chúa và cùng vui với nhau trong 3 ngày hội chợ hè năm nay.
rồi. Trại hè năm nay thì mang cái tên là Ra Khơi Trong Tình Yêu. Như vậy chú có thể nói rõ hơn và các nghĩa rõ hơn về cái chủ đề này không nghe chú? Khi chúng ta nhìn trên sân khấu cho thì chúng ta thấy được cái biểu ngữ rất là lớn, đó là Ra Khơi Trong Tình Yêu. Tức là muốn tất cả những người Việt hải ngoại chúng ta, nhất là giới trẻ, hãy xông pha, hãy đứng dậy, hãy lo tất cả những cái việc gì cho cộng đồng người Việt chúng ta, và đặc biệt cho người Công giáo cũng như là tất cả những người Việt mà không phải là người Công giáo. Chúng ta ra khơi ở đây là chúng ta lượm hái những cái kết quả tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Dạ, cảm ơn chú. Anh có thể nói sự cảm tưởng của hội chợ hè năm nay không anh? Cái cảm tưởng này năm nay á là nó khác hơn năm ngoái. Đặc biệt là thứ nhất là trời ban cho thời tiết rất là tốt đẹp. Năm ngoái thì Michael Học là người trưởng ban tổ chức cho hội chợ ở đây, thì năm nay Michael Học là một người cố vấn cho anh em của bên ban tổ chức của hội chợ hè 2011. Thì cái cảm tưởng của năm nay á là thấy là rất là vui vẻ. Ngày hôm nay là đặc biệt là tổ chức khác hơn năm ngoái là tại vì tổ chức ngày thứ sáu, còn mọi năm là tổ chức thứ sáu là nhạc thính phòng, tại vì là thời gian là rất là rubu, cho nên muốn làm một cách đặc biệt hơn là tổ chức ngày thứ sáu, và năm nay đặc biệt là tổ chức cả 3 ngày luôn. Như vậy tối nay có chương trình gì đặc biệt ngoài ca đoàn? Tối nay là có một coi như là một cái pre show thôi, thì tất cả những anh chị em trong ca đoàn là góp có một cái phần nhiều cái tiết mục cho bên cộng đồng Công giáo. Thì đặc biệt là ngày mai thì có các ca sĩ danh tiếng ở Cali về, cũng như là ca sĩ Diễm Liên và ca sĩ Đoàn Pi. Còn ngày chủ nhật đặc biệt thì có ca sĩ anh Trường Vũ.
Chủ nhật. Dạ. Như vậy anh có thể cho biết là cái số ước lượng của người Việt Nam mình đến đây là bao nhiêu? Không như mọi năm là thấy người ra vô là cũng khoảng là cũng trên hơn 10.000 người. Thì hy vọng năm nay có thể nhiều hơn tại vì mình thêm 3 ngày. Dạ. À, thì thành ra sơ sơ thấy là tối bữa nay có thể nó là quá sung túc bữa nay. Dạ. Dạ thì có như là cũng may còn học đại diện cho anh em ban tổ chức ở hội chợ hè đây á, là cũng không ngờ rằng năm nay đầu tiên tổ chức ngày thứ 6 mà hết đất đông đủ như ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn bên đài truyền hình, bên Thái Bình Online TV.com cũng tới đây ủng hộ và cũng giúp quay phim cho hội chợ hè năm nay. Em cũng xin cảm ơn và chúc anh và cho ban tổ chức một năm càng tiến triển mạnh hơn và hay hơn để cho người Việt Nam của chúng ta có cơ hội đến đây để vui chơi. Dạ, yeah, thì cũng cảm ơn tất cả quý vị đã trên đài truyền hình ủng hộ cũng giống như là bên hội chợ năm nay. Thì xin cảm ơn quý vị cứ mong tới để chung vui. Đây là mở rộng cho tất cả cộng đồng người Việt Nam ở Seattle cũng như ở vùng phụ cận. Cảm ơn anh. Kính thưa quý khán giả Châu Cường và Lê Thái, xin thành thật cảm ơn quý khán giả của đài truyền hình Thái Bình TV Online đã xem qua những phóng sự cho buổi chợ hè năm nay. Xin hẹn quý khán giả lại phóng sự kỳ tới. Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thay thiên con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, răng gieo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây mong say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con muôn sức sống, con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đời nương, để tìm lại những tình thương quá khứ heo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sâu vương Chúa ơi.